thiệt người ta nướng quá trời luôn cả nhà. Một cái buổi trưa vậy là khách đây là rất là đông luôn, ô tô đầu kín luôn, đầu hai bên đường luôn. Đây phải mấy người nướng thịt mới kịp này cả nhà, ô tô là đầu hai bên đường luôn. Anh cái này là mấy giờ là mình bắt đầu bán rồi anh? Ở đây nó từ 6 giờ rồi. 6 giờ sáng bán đến chiều luôn anh? Đi khoảng 3 chiều. Dạ. Món cơm này rất là lớn ở Cao Lãnh đó cả nhà. Khách ghé đông đông lắm. Toàn ô tô ghé không? Dạ, khách ở đây cũng ngồi nhiều. Dạ. Riêng thứ bảy chủ nhật là rất là đông anh ha. Đúng rồi, thứ bảy chủ nhật luôn, các con những ngày thứ nhiều. Dạ. Thì ở đây thứ bảy chủ nhật rồi trường hợp học nó nghỉ đó. Dạ. Đậu xe nhiều được, còn mấy ngày thứ xe ta chấm ghé. Dạ. Mấy ngày đó ghé. Xe Sài Gòn hay là bất cứ đâu ghé đây nhiều lắm cả nhà, ô tô luôn. Đây là có món cơm với món bún thịt nướng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Có hai món rất là nổi tiếng. Rồi cảm ơn anh nha. Đây thịt quay. Đây cơm sườn. Nướng phải mấy người vậy mới kịp mà bán này. Khách giờ là thời điểm này là khách rất là đông. Đây bây giờ mình đang ghé là buổi trưa. Rồi nguyên cái một cái ô cơm. Ngoài cơm tấm thì ở đây có món bún thịt nướng còn rất là ngon. Quán này là quán của cô Ba đó cả nhà. Quán chuyên về nem nướng và thịt nướng. Chị nghe quán này lâu đời lắm rồi hả chị? Quán này mở được 3 năm rồi em. Dạ. Mới về đây là 1 năm thôi. Mới dọn về đây á hả? Mới chuyển về đây á hả? Dạ, lúc trước thì em bán với chợ Bầu á. Dạ. Nhưng mà nói là chuyên cái nem nướng là lâu đời ha. Dạ, dạ. Nem nướng là lâu đời rồi. 3 đời rồi đó. 3 đời rồi đó hả? Dạ. Hồi trước là chuyên về nem nướng thôi hả chị? Nem nướng với thịt nướng. Dạ. Thịt rộng và nem nướng là chuyên. Dạ. Đấy cả nhà coi khách. Nói ô tô là rất là đông luôn. Chị mời về về Sơn Tông thì bao nhiêu tiền chị? Dĩa Sơn Tông là 40.000 đó. 40.000. Một cơm thịt không mì, một bún không mì. Tên của anh là cơm gì á? Street food chị. Cơm gì? Street food. Street food là tiếng Anh là ẩm thực đường phố á. Dạ. Dạ. Chỉ còn tầm 50 ngàn chị, đây là có sườn cộng thôi chứ không có sườn miếng đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Ở đây chỉ có sườn cộng. Đây là chị chuyên sườn cộng thôi á cả nhà. Rồi coi quay rồi. Rồi mình sẽ học cơm luôn. Như mình chan vào ớt như thế này đây.
thời không có xương ở trong đây nữa đâu, nhưng mà nấu được hầm bằng xương á. Bây giờ Vi sẽ chan đi. Làm thế này để mình bỏ thêm một xí ớt cho nó ngon. Nước mắm này là nấu rồi nha cả nhà, chủ quán đã nấu sẵn rồi, pha sẵn luôn rồi, chúng ta chỉ chan lên và ăn thôi. Đây sườn nè cả nhà, sườn cây nè cả nhà, sườn với lại thịt đồ là được nướng trực tiếp luôn, rất là nóng luôn, lúc nào cũng nóng hổi cho cả nhà, cho nên khỏi sợ nè. Nếu mà mình đi xa, mình đến một cái nơi nào đó mà mình ăn được một cái dĩa cơm có nhiều có sườn sườn nóng như vậy thì rất là ngon. Đây. Làm cơm thêm xíu nữa. Rồi. Nguyên một cái thau thịt rất là to luôn. Bên đây hả? Dạ. Nướng tới 3 chậu nướng luôn. Giờ này là giờ cao điểm anh ha. Đây sườn thì khi nào cũng nóng hổi. Chị cái này có sườn hay là ba rò gì chị? Sườn non. Sườn non hả? Dạ. Là keo, là keo sườn cây hoặc sườn non hả? Dạ, sườn dạ. Non. Để sườn mình còn non. Biết đó. Dạ. Chị cái này địa chỉ là sao vậy chị? Khóm Mỹ Thuận. Đường gì á, đường gì á? Quốc lộ 30, đường Nguyễn Trãi hả? À, đường Nguyễn Trãi đó. Kế trường học thì trên thì họ bảo. Dạ. À, đường Nguyễn Trãi anh hả? Dạ. Đường Nguyễn Trãi với gì nữa? Quốc lộ. Dạ. Địa chỉ là 197. 197. Đâu rồi, anh đọc địa chỉ về đó cả nhà. À, thị trấn Mỹ Thọ anh hả? À, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đó, cả nhà đọc cái địa chỉ cho cả nhà. Đây là quán này là quán Cô Ba. Đây mình quay lại cái địa chỉ cái này cho cả nhà. Không có thấy cái địa chỉ rõ nhưng mà quay kế bên cái trường học là về hình dung à. Dạ. Đấy, sườn khi nào cũng nóng hổi luôn. Cho con cây nào?
Đây là ô tô nhiều lắm, toàn ô tô không, ăn cơm của ô tô. Kế bên cái trường học Mỹ Thọ 1 đúng không anh? Đây đây cái trường tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 đó cả nhà. Nó còn dễ kiếm lắm. Dạ. Dạ mình đi quốc lộ 30 cái là thấy cái này nằm bên bên ngay cái cổng luôn. Dạ. Đây cơm tấm trường công. Mấy anh đi nướng sườn rất là khéo tay luôn. Nó vừa tới luôn rồi, nó không có bị khét. Nướng cái này có thay ca không anh? Cho nướng đừng cứ nóng quá hả? Không, dạ. Đứng nóng đứng cả buổi á. Đứng nướng sáng đến 9 đến chiều luôn hả? Vậy chắc lương phải 20 triệu quá. Chứ làm cực quá mà. Dạ, chứ em đứng quay chút xíu mà em nóng quá. Nóng. Dạ. Nóng rồi, nóng. Mà cái nướng này nó cũng đòi hỏi mình nướng từ từ chứ không thôi cái có cái đồ ngọt này nó máu cháy lắm đúng không anh? Đúng rồi. Nó, dạ. Nó không được áp quá. Dạ. Nó nướng phải từ từ lửa chứ đòi hỏi cũng khó. Chứ mình ướp đường này vô là máu cháy lắm. Đúng rồi. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi, dạ. Thấy là đây là cơm là tiêu thụ nhiều nhất các bạn ạ. Cơm tiêu thụ nhiều hơn bún. Cơm ở đây đa số là cơm nhiều hơn bún thì ngày bán có 15 cái bún à. Dạ. Cơm thì mình bán đa số là bán nhiều hơn. Dạ. Ba rồi nè mà ai kêu thêm nem thì bán thêm mà chị hả? Dạ. Dạ. Chứ những khi ba gọi em cũng cho thêm nem nữa. Dạ. Có một dĩa sườn chứ. Dạ rồi, lấy ba pha dĩa sườn. Có ba gọi không? Dạ có hai dĩa ba gọi này của em. Rồi cắt nem đi. Để nem lên. Địa chỉ với cả nhà số 197 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.